Xin chào tất cả quý các bạn. Thì hôm nay lại chia sẻ đến quý các bạn là một vườn quất dù 50. Đây, cái vườn quất dù 50 đây. Đã bán với giá 800.000. Thì hôm nay là mình sẽ quay cho quý các bạn xem, để quý các bạn mà so sánh cái dù 50, cũng là dù 50 nhưng mà người ta bán đến 800.000. Đấy. Và cái dù 50 bán 200. Và dù 50 bán 4-500. Thì quý vị các bạn nên so sánh, chứ không bây giờ này cứ bảo là dù 50 mà bây giờ ta bán gọi là 250-300, mà quý vị các bạn bảo là đấy, bây giờ lại bảo là đăng lên bán là tại sao cao thế. Thì quý vị các bạn cứ xem thực tế luôn. Nói chung là tiền nào của đấy thôi. Những cái cũng là dù 50 nhưng mà người ta chất quả, chất lá nó đẹp thì người ta bán 800 là chuyện bình thường. Chứ còn một số bác tí buôn nhiều khi xem clip bảo tại sao những vườn kia người ta bán rẻ thế. Thì quý vị các bạn nên lưu ý để mà căn ke những cái điểm bán của mình và những chất cây chỗ mình bán được thế nào. Còn nói chung là khi quất đẹp thì giá tiền nó vẫn cứ cao lắm, 800.000 một cây. Nhưng mà nói chung là cái cây này mà 800.000 nó cũng xứng đáng thôi. Chất cây, chất lá nó rất là đẹp luôn. Đấy, cũng là dù 50, gọi là hàng dù 50 mà bán 800.000. Giờ không còn quất để bán nữa này. Cứ bảo năm nay là dịch, nhưng mà đây bán 800 mà hết sạch quất, không còn quất để bán nữa. Đấy, quý các bạn xem này. Số lượng cây thì rất là nhiều luôn. Thế mà khách về cứ đặt đầm mầm, nhưng các cái ngồng bật lên này. Đấy, thì quay sơ một lượt cho quý các bạn xem, để mà ngắm sang năm có đi buôn thì nên gọi là để mà tham khảo xem qua. À, cũng là dù 50 đây. Đấy, dàn quả này, chất lá này. Bên mé bên kia là bốc một ít rồi. À, những cái lọc ngồng này, các bạn xem này, những cái lọc ngồng này tất cả đều bán đánh dấu hết rồi đấy. Đấy, trong ở chum này cũng đánh dấu tên hết cả rồi. Đấy, quay cái video clip này nên để cho quý vị các bạn biết chất cây, chứ không bảo là cứ dù 50 là phải thế này tiền, thế này tiền. Đấy, nói chung là cái dòng này mà 800.000 một cây, nếu mà để so ra mà bác nào mà biết xem cây thì nó vẫn là rẻ thôi. Đấy, cái dàn quả này các bạn cứ nhìn thực tế luôn, rất là đẹp. Tại sao người ta bán với giá 800.000 mà vẫn bán được hết. Đấy, như này là để so sánh cho quý vị là biết là rất là rõ giữa cây 800.000 với cây gọi là 300-400.000, cũng vẫn trên dù 50 nhá. Đấy. Đấy, thì video clip chia sẻ đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau nhé.